Đây. Chặt lại rồi anh em nhé. Ok, chặt rồi anh em nhé. Đây. Chặt rồi anh em ơi. Thì anh em có thể dùng băng dính hoặc là dùng cao 52. Thì mình ở đây bây giờ mình không có băng dính thì mình dùng cao 52 mình nhỏ luôn vào đây nhé cho nó dính lại anh em ạ. Ok luôn. Mình sẽ rửa cao 52 cho nó dính nghe thôi. Còn không dính nữa à? Cao 52 để vào trong. Mẹ nhỏ cao 52 vào giấy mà không dính này chết. À đây rồi, dính rồi anh em. Dính mẹ vào tay mình rồi. Keo này keo đĩa sao nó không dính chắc lắm anh em ạ. Rồi, nói chung là nó cũng dính rồi. Nhưng mà nó lâu khô anh em ạ. Rồi thì bây giờ anh em sẽ làm việc tiếp này, anh em hãy dùng cái giấy Vietnam Airlines này hoặc là giấy trong nhà vệ sinh nhà anh em cũng được nhé. Anh em sẽ lấy ra một ít này, đây anh em sẽ lấy lớp mỏng này, ok chưa? Rồi sau đó anh em sẽ vo viên lại hoặc là anh em để như nào đó, xong anh em nhét vào đây nhá, anh em sẽ nhét vào trên này, anh em sẽ nhét vào đây này, đấy anh em nhìn rõ chưa? Mình sẽ nhét vào đây và anh em sẽ dùng cái gì đó, một cái gì đó nhọn nhọn anh em chọc nhé. Đây mình sẽ dùng cái này này, mình sẽ chĩa nó xuống nhé anh em nhé, anh em chĩa sao cho nó chặt.